Audio Jungle. Vô trong nữa đi nhỉ, vô đứng coi luôn, vô sát nữa. Nếu mà mình xử lý từ lúc sớm á, thì những cành này vẫn là những cành đầu trái này, do mình để cây nó rợp á nên những cành này nó khô đi. Giờ thì mình cắt bỏ đi. Cơ bản là những cái cành đó chắc anh Sáu hiểu rồi vậy. Rồi rồi. Rồi giờ mình bắt đầu xử lý những cái phần đọt của nó, tạo ánh sáng cho vô trong thân là cành của mình nó sẽ đỡ gãy. Tại vì anh cắt đi thì cành sẽ vươn ra và ánh sáng được vô trong này nữa, cây mình nó đỡ bị bệnh đồ xâm nhập. Bơ chị nổ nó gãy nha Sơn. Không gãy đâu, anh lên thì gãy với em là không gãy đâu. Sơn leo chứ vườn dưới đầu có dám leo đâu. Đưa cái đọt đi ha, thì nó sẽ phát triển ra và ánh sáng nó sẽ vô trong thân lại được. Những cái cành này nó sẽ vươn ra, còn những cành này sẽ có. Cái cành vừa cắt là mình sẽ cắt cái cành cái đọt đi lên. Dạ, đọt chừa lên, chừa nó phát triển đọt. Chừa lại những cái cành ngang. Dạ. Là nó xỉa ra. Không chừa những cành ngang phát triển ra. Như cành này là mình cắt ở cành trên không? Cành. Ví dụ như cành này ra sẽ động đây. Mình sẽ chừa cành đây. Sau này nó ra nó sẽ xè xuống lại nữa. Nên anh phải xử lý. Tại vì anh cắt cái lứa này nó sẽ bung tiếp một cơi nữa. Sau này nó những cái chỗ mình cắt đi này nó sẽ nứt cái mục lên á, mình sẽ lại bỏ đi. Bữa này nói chung là nó sẽ nhiều cái kiểu làm cành và nhiều cái vấn đề sẽ xử lý. Sau này cây mà nó quá lớn mình sẽ cải tạo lại từ đầu, dạng như cà mình phục hóa vậy đó, sẽ cải tạo lại từ đầu. Tức là mấy chỗ có đầu cành nó sau này nó sẽ nứt nhánh là mình sẽ lặt đi bỏ đi. Dạ. Mấy chỗ mình mới cắt á.
cây này vừa rồi anh em cũng đã tỉa rồi nè. Tỉa rồi á. Nhưng mà nó chưa đạt phải không? Dạ. Tỉa sơ ở trong đó, mới tỉa sơ thôi. Còn mấy cái vụ mà chặn đọt đó là không có biết à. Tỉa cái nào đó, nó nói cho anh em ta nghe ta hiểu vô. À trời. Dạ. Mục đích của em là tạo cái tán này để cho ánh sáng vô toàn trong thân, cho cành, tất cả các cành rồi nó sẽ được mập mạp ra, nó đủ khả năng để làm ho và nó sẽ đủ sức để nuôi ho sau này. Những cái cành yếu đây để cho nó nuôi những cái cành kia cành lớn. Tại vì thường thường nó sẽ đi nuôi đọt nhiều hơn là nuôi những cái cành tây. Cứ mỗi lần ra lên những cơ đọt nó sẽ tập trung vô nuôi đọt hết, nó không nuôi những cành khác nữa, mà thường thường á là những cái cành này sau này nó sẽ ra ho ở những cành này nhiều hơn. Đó. Những cành này đó là sẽ những cành ra ho, những cái đọt đen vẫn ra ho nhưng mà khả năng đậu nó ít. À, khả năng đậu là đó. Bây giờ mình cắt đây á thì những cái cơ đây nó sẽ bung lên thành những đọt chính lại. Sẽ vươn cái tán ra thì cơ bản thì mình sẽ tạo ra cho nó có ánh sáng, có độ ánh sáng nữa, nó thông thoáng vô trong thân. Ở như cây này thì cơ bản là thông thoáng rồi đó. Mình chỉ bây giờ hiện tại do cây này mấy anh em cũng đã cắt sơ qua rồi nên em chỉ cắt sơ lại những cái đọt đó thôi, còn giờ mình vô cây lớn thì hình thức cắt cây lớn cũng tương tự. Những cành mà nó chĩa xuống dưới đất vậy sao, những cành như cành này mình có thể là cắt bỏ không? Dạ có thể cắt bỏ được. Nhưng mà ví dụ như bây giờ phía khoảng cách này nó còn xa thì mình để ăn xong rồi mình hãy cắt. Ví dụ như mùa này là chuẩn bị là bắt đầu nó sẽ ra làm ho nè. Thì nó sẽ đậu với mình, ví dụ như cái này không đậu thì nó sẽ vẫn đậu như cái này. Đó. Ở sau này đậu thì nếu cái cành này đậu sai quá thì cái buộc mình phải kéo lên thì chống. Chứ để xuống đất thì trái nó sẽ sinh nấm bệnh, nó sẽ rụng đi. Sau này không ăn, không phải làm gì cả. Đó, thưa thưa thưa. Sao thấy cây này cơ bản đã thấy thông thoáng so với ban đầu chưa? À, thấy thông thoáng liền họ. Giờ tiếp tục tới cây lớn này, hình thức cắt thì nó cũng tương tự. Sao cái này cần cắt không? Cái này, cái đọt này nè. Cái này cơ bản vậy, giờ mình tiếp tục chưa cây lớn. Cây lớn thì những cái cành ở trong thì cũng tương tự như vậy nha anh Sáu. Nhớ mấy anh em, những cành hồi nãy mà em cắt lúc trước á thì cũng tương tự. Giờ mình sẽ cắt những cái cành mà không có khả năng đậu trái. Bây giờ những cành đây chẳng hạn như những cái này mình sẽ bỏ. Thì tương tự như giờ những cái cành, cái đọt đây mình cũng sẽ cắt nè. Ở mục đích của em tạo tán cho nó là cho ánh sáng nó vào trong thân, cho cành nó mọc nó khỏe ra. Có sáng là chết hết.
nên khi nếu mình cưa đọt chính là trong này có ánh sáng là đọt nó không chết. Những cành này má đem để ý nha, những cái cành như thế này là mình bỏ luôn. Những cái phần mà nó đưa lên trên nó mình cắt để cho cái chừa phần dưới cho nó, đúng rồi, nó ra, nó ra ngoài đó, cắt cho ra ngoài rồi cho ánh sáng nó vào đây được không thôi. Mấy cái này mình không xử lý tự chết hết rồi. Nhưng mà lúc mình đã để cho tự chết thì đã hút hết dinh dưỡng rồi. Ở những cái cành trong này là nó sẽ rất là rột, mà chê thuốc sát rất là nhiều. Mình để nó chả có tác dụng gì hết. Nó bị thuốc ở trong cái bóng đó. Dạ. Đậu thì vẫn có đậu nhưng mà không có đạt thành. Thì thay vì mình bỏ nó đi để nó nuôi những cái khác, nó tập trung nó nuôi những cái khác nó đậu sẽ đạt hơn. Cái đó là Sơn sẽ cắt cái đọt trên đó. Dạ, em sẽ cắt ngay đây luôn á. À, đúng rồi. Tùy theo cây vào cây mình sẽ canh chừng và mình cắt. Chứ không phải cây nào mình cũng cắt như nhau. Nhưng 6 chỉ như thế đó là hợp lý rồi, chính xác luôn á. Sáng là chừng vừa rồi. Và tiếp tục cái cành này nó còn hơi vượt lên nên mình sẽ cắt thêm một đoạn nữa. Cành này cũng tương tự như anh Sáu. Cái này là mình không tiếc, tại vì mình cắt xong thì nó cũng sẽ nứt lại và nó vươn cái tán của mình nó sẽ rộng hơn. Nhanh lên, tét rồi, tét rồi, nhanh lên, nó nhúng lên. Căng lắm, nhẹ căng nên leo cái nào cũng máy cái này làm thì khả năng là hơi lâu quá. Tại nếu mình xử lý từ đầu thì sẽ tốt hơn. Đây mình để nói chung là cũng quá lớn rồi nên giờ xử lý lại hơi lâu quá.
anh em phải nhớ là mình cắt những cái đọt vương lên để cho cái tán nó đi ngang ra thì ánh sáng nó sẽ phân bố được đều hơn. Nó cơ bản là vậy thôi. Mình nói vậy là mình sau này mình vô mình làm thì nó dễ hơn cho anh em, chứ còn nếu anh em cứ mà nhìn theo một cái hình thức rạch khuôn thì nó sẽ khó làm hơn. Nên cái cơ bản anh em cứ suy nghĩ là làm sao cho ánh sáng nó xen kẽ đều được trong thân. To ha. Rồi. Rồi giờ chưa cái này còn bao nhiêu đó. À. Cái gì làm rồi chứ cái này anh chưa làm rồi. À. Thôi, mấy cái này. À. Nếu hồi nãy mình chưa cành kia luôn thì cành này đâu còn tác dụng gì đâu. À. Nhưng mà đường nào cành này chắc mình sẽ bỏ, không có để được. Để cái kia nó phát triển ra nữa là vừa. Cành này cũng vậy. Nhưng mà mình xử lý về tới chừng nó ra bông là kịp không? Kịp. Nó còn ra hai cây đọt nữa. Hai cây nữa. Từ giờ cho tới ngày nó làm ho cho anh nó sẽ tầm hai cây đọt nữa. Bây giờ mình xử lý xong làm xử lý mình xử lý rửa vườn luôn. Rồi mình vô phân vô nước lại một lần nữa là sau này mình xịt nước. Quá lớn. Mình đâu có xử lý đâu mà. Từ xử lý từ đầu à. Ừ. Thì cái cây của mình nó sẽ cân đối được. Cái này là quá lớn giờ bị khuyết cành rất là nhiều, nếu mình cắt quá mạnh tay thì sẽ khuyết cành rất nhiều. Nếu mình cắt vậy là nó sẽ bắn những cái chồi non ở trong ngay chỗ mình cắt, rồi mình phải đi lặt đó, Sơn. Mình đi lặt mấy cái chồi đó à? Những cái cành như chẳng hạn như những cành kia nó sẽ nứt thôi. Còn à. Những chỗ này nó sẽ không nứt. À. Nó tùy theo trường hợp chỗ mà phát triển mạnh nó sẽ nứt. Thì mình sẽ lặt cái chỗ đó. Còn không để nó sẽ lại nứt lên như ban đầu luôn. Nó không lặt đó là nứt lên như cũ luôn. Và nó sẽ phát triển là nó che khắp ánh sáng lại như nhau. Còn này do anh xử lý nó chỉ bị nứt một thời gian đầu thôi, trong vòng một hai cơ đợt đầu thôi, chứ còn sau này thì nó không có nứt nữa. Vậy là sau khi mình tỉa cành một khoảng thời gian nữa là mình sẽ đi lẫy, trèo lên lẫy đọt nữa. Không, cái nào nứt mình lẫy thôi, còn không nứt mình lẫy làm gì ạ? À, nó nứt á, chắc chắn là mình phải có rồi đó, thế anh nghĩ là mình có rồi đó. Đúng rồi, tại vì bây giờ cây của mình quá sung. Không ho, không trái gì hết. Anh chưa quen ở lâu, khi anh cắt được một hai cây anh quen là nhanh lắm. Cái này là quá lớn, mình cắt cái hơi lâu quá. Anh cắt cái này xong rồi sang năm làm khỏe lắm, sang năm không có làm bao nhiêu nữa. Sang năm có nghĩa là ra trái xong, ăn xong cái này, bấm cái này bỏ là xong. Là cái tán mình có rồi. Có bột không rồi. Nó chết rồi, nó không có ánh sáng là chết hết. Nên là làm. Ông nuôi cái này hết mất dinh dưỡng hết rồi nè.
cũng phân cũng nước mình tới đây là chết tiếp. Xấu nè. Bây giờ ông làm mà chết hết. Nên mình làm này, tỉa này thoáng sáng vô là sống lại. Và cái này nó nuôi hết cành là nó mập ra, là bo làm trái ra. Và trái sẽ thọc này rất nhiều. Cho cây này nó to để làm xong cái này thấy nó khác liền. Cho em đi làm vườn nhiều hộp rồi, ngại không muốn tìm tỉa nên cứ cho tỉa thoải mái à. Sai sửa dễ, khi còn em về là khó tỉa lắm à. Cũng phân vân cái thế nào nên cứ tỉa rồi sai sót cái này em sửa cũng được à, đỡ do mình số lượng nhiều nên mình tỉa một hai cây nó sai cũng ra à. Trên này bơ nhiều lắm á. Trên này em thấy bơ nhiều á. Cái này em hai hồi trước mình xử lý từ đầu á. Giờ mình đỡ rồi. Xử lý từ cây nhỏ luôn á. Là tốt. Để này như cái này là quá lớn. Nên khi mình tỉa ra nó sẽ bị gì vậy? Cành nào chưa nhỏ có khung hả? Sau này nó lớn là nó cứ mập dần thôi. Vậy mình trồng cái mình cây tán nó cái tầm khoảng bằng đầu người mình bắt đầu mình làm tán hả? Nó vừa một năm làm được rồi, năm bắt đầu làm sơ sơ rồi, xây dựng hình bầu lên luôn. Còn cành bên này nữa. Cây đại lên mới được.
cái cây tre đẩy lên cây lên được. Một người đứng hoàn hoàn lại đứng chịu với cái cành này nè. Cái ông ra ông cắt cái ngọn. Đứng chịu với cái cành này. Cái đọt đó cái đọt đó mình đứng đây với cành lớn á. Lớn mới cao lên kìa. Lấy cái cây đẩy cái ngọn vô được mà. Không, Sơn cứ ra, ở dưới này người ta chịu, không có gãy đâu. Dạ, không gãy đâu. À. Đó. Trời ơi, dưới đó nó hụt, nó sọt. Dưới đá này, các bạn không thể nào. Có hụt này, vô dọn đó. Bài rồi. Nó tét rồi, tét cái cây sơn không sao đâu. Chắc rồi. Để ý, sang năm cây này đã ho nhiều nhất, đậu nhiều nhất. Chứ hai cây này em làm, cái này anh để ý, so sánh là thấy nó khác à. Cái này sau này ít bữa nữa anh coi nó đỡ bị chích thuốc nhiều lắm, và sau này nó đậu trái như vậy. Cây này nó đỡ bị chích thuốc mà trái nó sẽ năng suất cao hơn những cái cây mà anh không làm cần. Mình chỉ những cái cành hồi nãy nha anh Sáu, những cái cành mà em lạc bỏ ra là mình chỉ cái tầm ở từ đây trở vô thôi nha. Còn bắt đầu từ đây trở ra mình không có tỉ em. Tại vì từ đây trở ra là những cái cành nó ra hoa cái chết luôn. Đó nên mình sẽ không tỉ từ đó, những cái cành còn thân đó thì mình sẽ tỉ. Còn bắt đầu từ trở ra mình sẽ không được tỉ. Tỉ nó sẽ mắc đi cái trái của mình á. Thì mình đi dài xong cái mình đi và đầu tiên thì mình vô cắt xong ở trong thân từ dưới lên trên. Bắt đầu những cái cành mà mình cảm thấy mà ở dưới ở trên mình cắt không được á. Rồi mình sẽ đi vòng một vòng. Mình sẽ tỉ sơ. Đó thì đắp tỉ sơ những cái cành mà mình không được á. Dư. Dư không? Riêng em không đã trên 50kg đâu mà. Nếu mà cho 3-4 người trèo lên nữa chắc cũng thoải mái. Nói đùa thôi chứ cây này hai tàu của tôi. Cho của anh là giờ chuẩn bị làm ho rồi. Nên tỉ này thôi. Còn mà không tỉ rác nữa. Chứ đúng ra em tỉ rác nữa. Nhưng mà làm ho rồi không cho tỉ nữa. Quá chắc không tới là xấu rồi. Cành này mình cũng có mấy cành này mình cũng sẽ chỉ cho cao quá ăn xấu chỉ dùm em cho nó gọn luôn cành này. Có mấy cành nhỏ nhỏ này. Như cái cành này á. Cái cành này là mình phải bóc cái đọt này phải không? Đây phải không? Anh sẽ canh nha. Đây. Canh. Nó bị gì mà phớt ánh sáng chỗ này nè. Mình sẽ đi từ chỗ này. Không rồi tiếp chơi chỗ này luôn. À. Đó, sẽ phát triển ngang ra và cái đây sẽ những đọt đây ít bữa nữa để nha, đọt đây sẽ lên lại nó chia lại nữa.
mấy nhỏ nhỏ rồi nó ra ho nó bị chích là tắm luôn nha. Chứ có mấy cái bồi xích cái chích á, ngọn á bị thui luôn á, bỏ luôn nha. Như này nó thui rồi bấm luôn. Này cơ bản nó vậy á. Nó không ra ho cho đó được nữa nè. Nếu mà nó sớm khoảng tháng 5 á là em cho tỉ rác hơn. Nếu nó sớm thì anh nói về cơ bản những cái đó, nói chung mình cắt. Mình thấy rất xuống rất nhiều, đây là nhiều hơn là một trăm. Anh bấm anh cười có lý chứ tiên. Cười có lý à. Bọc con túi lên cũng tiện. Hôm nay những cái mình cắt cành này dần lá nó đổi, màu nhanh lắm. Già lá nhanh. Già lá nhanh. Từ lên tỉa thử cây thôi. Đầu thằng Hùng làm tiên phong đi. Mỗi đứa một cây à, lần nào cũng phải tỉa mà. Hùng làm cái này không? Mà bây giờ mình tỉa có